Mục tiêu của Quỳnh là bài con dòng họ thì Quỳnh sẽ viết cho mỗi người một bài. Phần 2 với mở bài công canh cho bài hot đa đoan. Một cô gái đôi khi tình yêu sẽ đánh gục cô ấy rất là dễ dàng. Người đàn ông thì cũng suy đó, nhưng mà sau đó thì cũng trở lại với đôi khi buồn một chút nha, thì nhìn lại còn nam tính hơn. Nhưng mà người phụ nữ khi mà họ gặp cái chuyện quá buồn đi thì họ trở nên rất là xác xơ, rất là trở nên nhiều tuổi đó. Và trong một cái bài hát Quỳnh viết lấy chủ đề từ một người em gái họ của Quỳnh, thì em cũng đã quen một cái chàng trai, quen nhau 9 đến 10 năm rồi. Và cứ lần lữa thì đáng là sẽ cưới nhau năm này, nhưng mà sau rồi anh ta không có về được, hay là anh ta không muốn về. Và sau đó hai người chia tay thì ai lấy người khác, cứ người này thì lấy người kia, người khác. Tức là bây giờ thì đã ổn rồi, và cho nên từ đó Quỳnh mới có cảm hứng Quỳnh viết trọn vẹn cái bài hát này. Bài này thì từ góc độ thì từ một người anh thôi, một người anh quan sát và thấy. Thì mục tiêu của Quỳnh là bài con dòng họ thì Quỳnh sẽ viết cho mỗi người một bài. Nhưng trước hết thì cái chủ đề về cái người em gái này thì nó phù hợp với cái giai đoạn này của Quỳnh hơn. Cho nên Quỳnh đã sáng tác một bài mang tên là Đa Đoan. Vâng, tôi biết mối tình thật nhiều năm, em đã yêu, em đã chờ. Xin mời mọi người cùng nghe.